Nani? Anh tôi mới gặp cô rồi. Mình tới cổng Đại Nam rồi mấy ơi. Rồi mình đã vô được Đại Nam rồi, bây giờ mình sẽ vô hotel Đại Nam mình làm thủ tục nhận phòng nha. Lên luôn. Tối quá trời tối, mưa nữa. Đâu, làm thủ tục chỗ nào? Wow, tụi đây quá trời hoành tráng luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá vậy. Các bạn thấy là đi lâu đài vậy đó. Ờ, cái ghế salon màu trắng hả? Ở vô đặt phòng cái đó. Wow, công nhận chỗ này. Trời ơi. Sáng quá trời sáng luôn. Nhìn cái ghế hồi ta biết nó sang chỗ nào anh em. Cái ghế này làm do mình mua nha các bạn. Vô rồi, coi coi nó mát đất lên. Ủa cái này có gì vậy anh em? Thao bị cá tầm lắm hay gì kìa. Cá câu để em mua đó anh em. Ủa coi cá câu vậy nè. Đâu đâu đâu. Quá trời đẹp luôn rồi. Cái con cá này mình vô nhà mình chắc cũng 7 tỷ tiền. Không biết là mình vô căn biệt thự ở Đại Nam là như thế nào chứ mình thấy đường đi là nó rất là tối với xa nó luôn á. Dạ. Mình rất rộng luôn. Rồi mình coi ở biệt thự Đại Nam là như thế nào nha các bạn. Chạy nãy giờ mấy cái số luôn mới tới biệt thự, ý là đã vô cũng Đại Nam rồi đó. Đây nè, bên đây nè. Đó, anh bảo vệ đang mở cửa để vô á. Rồi mấy đứa xuống đi, chuẩn bị nhận phòng. Rồi bây giờ mình vô mình coi phòng ở Đại Nam như thế nào mấy đứa. Wow. Có gì bên trong đây? Ồ, mới vô là thấy có chỗ để dép nè. Rồi phòng ở đây cũng rộng nè. Có bàn hả? Ừ, bàn với bàn. Có thẻ nè. Phòng này có thẻ. À, có thẻ mới vô được, với ba cầm thẻ rồi. Rồi, Vinh mở thẻ từ đi. Bị khóa rồi. Vinh quẹt ở trên á. Trên đó không? Không đi. Không, như thế nào? Đó, không. Cô hay quá cô ơi. Cô hay quá cô ơi. Cô vậy, cô vậy. Cái chồng nằm đổ cho bóng nha. Dạ. Trời ơi. Trang ngủ đây là hợp lý nè. Chúng nó sai rồi, màu hồng này phải là của con chứ. Đúng rồi, phải có hồng. Ở bên đây có mấy cái tủ gì nè mấy đứa? Cái tủ. Tủ hả? Bên sau không? Còn ở phía này. Đây là bổ nè, tối dành cho thầy ông nè. Đây là cái lộn à. Nó tập đầu chạy. Cái này để đánh răng. Đây rồi. Cái này đánh răng. Thôi thôi, cái đó là cái đồ để già già hay gì đó. Đang ơi, cái bàn này là mẹ với con thích nè. Đúng rồi. Bà cho mẹ. Ôi, cái này nè mẹ. Bà thằng người đó. Chỗ thiên đĩa này phải là của cô mới đúng. Được cho ăn đi cho. Rồi rồi rồi, đi ra luôn á. Cái này là cái đèn ngủ á. Ô, mà đẹp quá trời luôn mẹ. Đây. Ủa, cái tivi bằng nguyên một cái ngồi luôn rồi. Hả, bự vậy. Wow. Cái tay của em luôn. Quá bự luôn rồi. Ủa, cái đồng hồ. Ủa, trời quá bự luôn. Ủa, cái đồng hồ là. Nhưng mà như thấy như đi sai giờ nè. Cái này là nó hấp bên rồi. Cái này là đồ cổ để trưng bày thôi. Ồ. Đây, có cái tủ lạnh nè, coi có mở ra có thức ăn được. Wow, có ăn. Anh em là như con. Thôi, không được. Ủa, chị Sơn. Ê, trong đây có cái gì vậy? Á du, nhìn nè. Có bột mà ăn được. Wow. Còn có bột sen nữa kìa. Hỏi bụng tốt lãng mạn. Ơi, tối nay ngủ đây được quá. Cái này là tắm mà mạnh thích ngủ hả? Dạ, cứ ngủ luôn. Phải mà mình ra ngủ. Đó, đi tiếp vào phòng kế bên ra có gì? À, nó không còn một không ta. Để du. Ai, ai giữ thẻ từ nha, mở nha. Dạ. Đứt cái mềm quá đi ngủ luôn. Đẹp như vậy. Vậy có về anh với em ngủ ở đây nha. Ok luôn. Cái vô màu hồng nào cũng dành hết vậy. Biết sao không? Tôi thích màu hồng lắm. Hết đúng không? Rồi thì tiếp theo bên đây cũng giống như vậy là có bàn trang điểm với cái đèn ngủ màu trắng. Ồ, màu trắng gì? Có cái bồn của tay mình kèm quá. Đâu đâu đâu. Cô bé hả? À đây có lavabo. Ồ, bên đây cũng có bồn tắm nằm nè. Sao vậy là phòng nào cũng có bồn tắm nằm riêng luôn. Đại Nam đúng rồi, mới đến rồi. Ừ. Rồi. Phòng tiếp theo anh em. Dạ, em mời quý khách rồi. Rồi, tốt. Tới phòng em.
Rồi ai ai giữ thẻ nào nhớ nha. Xì xì họ xanh vô. Vô. Vô nha. Wow. 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 Vô đây có cái phòng gì nữa nè. Này là cái phòng ta. Ủa cái phòng vệ sinh này nè. Đúng quá. Để đèn đèn ở đâu đèn. Wow. 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 Cái phòng này cũng có này cái gì. Đúng rồi nào em. Ở đây cũng có TV à. Nói chung là ba phòng này giống nhau hết. Trời ơi. Trời ơi. Cái giờ mày đi ngủ không phải đi nốt. Mày đứa đang đèn dựng dậy lên đang nhớ mặt. Tụi con mặt qua xuống đây. Xuống đây. Nãy giờ mình review phòng ngủ rồi. Giờ mình qua bên phòng khách đi. Đây. Phòng khách này cũng rất là rộng luôn. Có bộ salon nha. Mà có cái cửa sổ để nhìn thấy ra bên ngoài nè. Nhưng mà tối rồi, không có gì. Tối quá. Cái phòng gì nè. Phòng gì nè. Phòng gì nè. Phòng gì đây vậy? Gì vậy? Mẹ ơi, mặt thầy hỏi. Trăng nhà biết. Ồ. Trăng nhà biết. Sao mở không được ta? Mở nó sáng từ từ. Ờ, sao? Ồ. Tiếng chạy vậy? Có lò nước nè. Má chuyện này nó lò quên nóng luôn. Thôi giờ tối rồi mình cũng đi tắm đi chú. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi giờ là mỗi phòng đều có mỗi phòng tắm khác nhau rồi mấy đứa tắm đi. Anh Mạnh muốn tắm chung với em không? Ừ. Dạ anh muốn tắm lắm hả bạn? Thì tất nhiên là nước nóng rồi. Nước nóng thì dạ với em nè. Không lên thử đây. Ê! Nè nước nóng nè. Ở nước nóng này, nước nóng này còn nước lạnh thì sao? Lạnh lên kẹp qua đây nè. Rồi, lạnh tắm luôn. Ừ, đưa, con đi, con đi. Tài rồi, đưa tắm thôi. Rồi, đưa tắm thôi. Rồi. Anh ơi, mẹ cái xà lan bỏ đi. Ok, nè. Bé bé ra đây cho anh lên vô. Ok đây. Trời ơi, vừa bỏ quá anh à. Ủa anh chưa bắt đầu sao lộ được. Anh mở cái chén đi á. Rồi rồi anh. Ủa, đau đâu. Trời, có ba ngồi vô đó mà lâu quá trời lâu đi. Ờ, có biết phòng mà em không tắm mà xem chọn phòng này chứ vậy. Em thích cái mỗi phòng này được không? Ừ, được, đợi 50 phút nha. Bự con sướng mắt quá, 2 giờ đúng rồi. Ủa, mấy anh làm gì bên phòng mà mẹ nghe rầm trời vậy ta? Đúng rồi, qua coi thử đi. Qua để coi đi. Ủa, mấy anh làm gì còn trời với trẻ á? Cái đạp mà để cho tụi con nhảy đạp. Con biết nè, đây là quán bà kia. Đúng rồi, vô đây mà không có tiền là không có được đâu nha. Quán bar người ta có nước ngọt đồ này kia, sao mấy anh không có? Có chị em. Phải. Cô vô. Nghe có gì anh? Anh đi chạy đến tông coi. Dạ có anh ơi. Ủa mà có chạy đến tông không? Dạ có anh. Vậy lấy cho anh đi cà phê. Dạ, tôi nhìn nó lâu lắm rồi đó. Nhưng mà em phục vụ mà. Thôi. Khách hàng là hoàng đế, phải ghi nhớ con này chứ. Rồi, nước đâu? Tới đây. Trời ơi, anh phục vụ luôn. Tiếp đây. Đồ nước gì đâu cũng dịu dàng vậy. Trời ơi, dịu dàng mới chơi được anh chứ không? Quậy lên anh, cái muỗng quậy lên nè. Cái muỗng này quý khách. Quý khách. Ủa cái đó giống cái đồ mà quán đôi tay vậy. Trời ơi, quý khách thì kỳ ghê cái muỗng này. Cái muỗng thiết kế đặc biệt của quán này á. Quán ba vậy mới chết chứ, trời ơi, hơn quá trời thơm luôn. Quý khách đúng không ạ? Thơm quá à. Cà phê thơm quá thơm luôn. Quán ba con là bao uy tín. Thôi bây giờ con kêu thay đi cà phê nữa đi. Đúng rồi, bao đi cà phê nữa bà, thay đi cà phê nữa. Bà con nghe có đây là khách VIP. Đúng rồi. Mấy em không chờ thôi. Hình như á mình có cà phê với lại trà lấy tông, hay là mình qua uống đi. Đúng rồi đó. Không có tụt VIP như bên đây đâu nhá. Bên đây là đồ à, không sao thôi. Mà ngồi ấy là ngồi sao. Tại bên đây cũng phải giao làm nè. Để nhớ mặt đó. Ok. Đúng rồi nha. Ngủ quẩy thôi.
cà phê ngon thiệt. Dạ quen cũng không kém đâu. Anh uống ngon không? Ngon. Tính tiền đi. Tính tiền gì nữa, có quy lên đâu tính. Alo. Má ơi, sao nhiều như vậy rồi vậy? Đi đâu á mẹ? Mẹ không làm vậy. Sao? Này, ly cà phê bên em 10 triệu. Ly trà 5 triệu. Ly cà phê 15 triệu. Tiền phục vụ của em nó 5 triệu là 20 triệu. Sao mặt quá? Uống quá. Không uống cũng phải uống. Đau đau. Đau mà giống mà. Ok. Anh thấy này vậy? Thì bây giờ là cũng là 8 giờ tối rồi, team mình đang quay quần ở bộ ghế salon này nói chuyện nè. Hôm nay team mình đặt cái biệt thự ở Đại Nam này mình thấy rất là đẹp và sang trọng luôn các bạn ơi. Rộng nữa. Ai đậu của ông nè? Hả đâu? Ủa, cô Phương Hằng. Phó tổng giám đốc của Đại Nam á. Hôm nay tôi đi Đại Nam tôi mãn nguyện rồi. Sao vậy em? Tại vì á, em gặp được cô Phương Hằng nè, idol của em á. Ồ, vậy hả? Tối mình cho mấy thành viên trong team mình ăn nhẹ cơm chà bông trước khi đi ngủ nha. Rồi thôi giờ mình sẽ để ba cái phòng của mấy đứa ở đây mình đi ngủ. Mình đợi giây phút này lâu lắm các bạn. Mình nhớ vui là mày kỹ lắm mà. Giờ tụi mày chết tụi mày với tao. Ê bà kia kìa. Má sao 12 giờ đêm rồi ông mặc đồ trắng chạy đi đâu vậy? Ê bởi vì chú không cho tôi chi. Trời ơi là trời ha, là mất hồn. Trời đi ngủ. Cho anh tìm bên kia. Ông Lý. Anh Mạnh không? Em nè em nè. Phải không? Phải. Yên tâm không có ai đâu bác. Ủa tụi đâu mà. Đi đi. Nè. Đâu? Đâu? Ê, mà nó chắc được á. Ê, nhìn viên đầu tiên. Nhỏ nhỏ ơi, tay mẹ nó hớt giận. Ủa, nhỏ nổi. Oh, no. Ủa, thật. Ủa, mà mở phòng có chìa khóa rồi sao mình vừa mở được? Chịu chú có quy định là không được nghe mẹ vô phòng đó. Chú có để ngoài bàn á. Thông minh lắm. Chị đi, chị đi. Mẹ bụng rồi. Kìa, kìa, kìa. Đi lấy lúc con nhé. Thôi lấy cái bãi này mình để chú cửa phòng. Đi ghế thôi. Đi ăn đi. Đi ăn đi. Đi ăn đi. Kể đi. Mẹ thấy chưa? Một đống khỏe luôn. Chưa biết phải xuống lại. Cái này, cái này. Bà Thư, cô lên rồi đây. Không có mẹ, không có mẹ. Bận lo gì đây? Anh em bận. Bận lo má chứ bận cái gì? Mấy ông kia không ngủ mà làm gì cho anh cho anh vậy? Đi đại trong phòng nó có chứ lại tôi đâu ngủ đâu. Đứt nè chứ đâu. Để cho nó trong phòng cứ về chứ đi. Không được. Không đi đâu. Không thấy không? Không thấy không? Trời ơi, biết nó vậy hết nó không? Thôi đi thôi anh em mình đi thôi. Ngủ chết hồ kêu hết hồn luôn. Thôi, đau luôn. Rồi lại có một đứa mặc cái bộ bà nữa. Ủa mà màu hồng sao là ủa ba luôn ok. Nhìn bộ nó trắng này cho anh cô chắc con vui lắm này. Đúng rồi, bây giờ mình không cho anh theo cách bình thường nữa. Chút rồi mình sẽ trốn dưới giường. Mình kêu cô. Ủa lộn á. Chắc con xanh mặt luôn. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Cái gì vậy? Tụi làm gì mà giật mình vậy các? Sao vậy? Đừng vô không à. Hay vậy?
cái mai này chai không? Chai rồi. Tại đi mua gì mà. Quá trời. Con chào con mệt luôn á. Thôi vậy con ngủ tiếp đi con. Thôi đừng ngủ. Ngủ được nữa khổ. Ngủ tiếp ra ngoài luôn rồi nè. Ngon nha. Đừng ngon rồi mày. Em sợ cho mấy anh vui thôi chứ em thấy mấy anh vô là em biết rồi. Trời ơi, chứ quả em bị chuyện hẹn. Em biết chuyện hẹn có gì chị với Trang không biết nè. Con đang ngủ ngon mà con nói ai khiều chân con hết hồn nhìn xuống thấy căng lẹ hết luôn. Đúng rồi, nãy em chắc em thấy lúc mà gờ cái chân em á là em biết cái bàn tay của người gờ. Giờ con chưa có bàn tiêu xong nữa nè. Thôi. Mà tụi con nguyên ngày nay á chơi không mệt hay mà còn tối đi nhắc ma cô với Trang đi nữa. Đấy. Con về ngủ đi, để con với Trang Vinh ngủ mới được. Dạ, dạ ngủ. Dạ, ngủ. Dạ, ngủ. Dạ, ngủ. Dạ, ngủ. Dạ, yên tâm đi con. Bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi. Thì mình ngủ ở các phòng sao các bạn. Giờ mình có 3 cái thẻ nè. Mình sẽ mở phòng trước cho con mấy thanh niên này ngủ sao. Mấy cái phòng này ngủ là phải có thẻ nó đóng cửa rồi. Đó, mở rồi đó. Rồi, phòng này không biết ai ngủ đây. À, phòng này thì Trung, Tài với Định ngủ ở đây. Rồi xong thì mình qua phòng bên kia. Rồi, đây nè. Phòng này. À, phòng này thì Mạnh nè. Đức ai ngủ chung. Tỉnh vậy hả? Không có gì không chú. Chú coi cho mấy đứa phân chia ngủ làm sao mà. Dạ. Thôi ngủ tiếp đi. Dạ. Rồi thôi, chú tắt đèn. Thì tối nay là mình với Trang Vinh, mẹ Trang Vinh ngủ ở đây. Đó, Vinh ngủ với mình, Trang ngủ với mẹ. Rồi thì video clip mình tới đây kết thúc. Thì ngày mai, buổi sáng ngày mai mình sẽ ăn buffet sáng và sẽ đi đại náo ở Đại Nam này. Các bạn cùng theo dõi nha. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng ở Đại Nam nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành đi ăn sáng. Rồi mấy đứa chuẩn bị đi nè. Dạ. Trời Vinh ngủ đêm chú đã hả Vinh? Ngủ ở đây Vinh thích không Vinh? Dạ, nó là anh đã im đó. Đó, mình ra đây sẽ có xe tới rước mình đi buổi sáng nha. Trời ơi. Hồi tối vô đây tối thui luôn, giờ ra ngoài nha. Sáng đẹp quá. Wow. Wow. Lâu đài luôn. Có khi ngọn núi hay lâu đài vậy? Ừ, đẹp quá hả? Ôi, thằng kia cũng nằm bóng cái gì kìa. Ừ, sang tên nước. Anh Mạnh, nhìn trả lại. Có hả? Vậy là có rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe điện để đi ăn sáng nha. Đã. Rồi mấy đứa ngồi quay hướng này luôn hả? Đúng rồi, ngồi quay qua hướng này chạm mấy phê. Hay là mấy gì chú? Rồi chú lên đây. Cho ăn sáng đây nha. Rất là rộng luôn. Thì buổi sáng mình chưa phở nha các bạn. Rồi những thành viên thì khác thì sẽ ăn cơm sườn. Cơm sườn ở đây ngon không Trang? Dạ ngon, ngon lắm luôn á. Dạ. Nói chung đồ ăn đây cũng rất ngon. Ăn xong bây giờ mình sẽ uống cà phê sữa nha các bạn. Ai cũng kêu cà phê sữa hả? Đúng rồi. Rồi giờ mình ăn sáng xong giờ mấy đứa muốn đi đâu nè? Tham quan đi. Ở đây là có khu vui chơi với khu vườn thú với khu vực biển. Giờ mấy đứa muốn đi như nào trước? Khu vườn thú. Khu chơi. Khu vườn thú. Khu vườn thú. Rồi giờ mình đi khu vui chơi. Khu vui chơi bên đây. Khu vườn thú. Sáng mình mới đi ta mã bô nè các bạn. Rồi bây giờ massage đi tụi con ơi. Tiếng coi tiếng này phải thiệt cũng vậy. Phải đừng ngậm chặt. Bị đu dây. Oh no.